Thưa quý vị, vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 diễn ra tại thành phố Bà Rịa, tiếp tục chứng kiến cuộc đua hấp dẫn ở top đầu bảng xếp hạng. Thái Nguyên TNT với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Hà Nội 2 đang chen chân vào top 3, trong khi cuộc đua ngôi đầu giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh 1 đang vô cùng kịch tính. Trận hòa trước Hà Nội 1 ở vòng đấu trước đã tiếp thêm sự tự tin cho đội nữ Thái Nguyên TNT. Vậy nên trước đối thủ Hà Nội 2 bị đánh giá thấp hơn ở vòng 6, các cô gái xứ chè đã có một trận đấu hoàn toàn lấn lướt. Mỹ Anh mở tỷ số cho Thái Nguyên TNT ở phút 45+2 sau pha băng vào dứt điểm Cần Thành. Bước sang hiệp 2, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Viết Triều bởi Minh Chuyên sớm nổ súng từ phút 57 nâng tỷ số lên 2-0. Phút 60, Tân Bình Bích Thùy kiến tạo thuận lợi để Như Quỳnh nối dòng cách biệt lên 3-0. Trước khi chính Bích Thùy kết thúc ngày thi đấu chói sáng bằng quả đá phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 78, qua đó giúp Thái Nguyên TNT giành thắng lợi đậm đà 4-0 trước Hà Nội 2. Các cầu thủ Tân Bình thi đấu rất nỗ lực và các bạn hòa nhập rất nhanh. Bích Thùy rồi là Trần Thị Thu, rồi Kim Thanh vẫn chứng tỏ những cầu thủ rất đẳng cấp và đấy là những sự bổ sung xứng đáng với chúng tôi. Trận cầu tâm điểm của vòng 6 là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam vừa khép lại chiều nay. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã trải qua trận đấu khó khăn dù có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 do công của Tuyết Ngân. Sang hiệp 2, Than Khoáng Sản Việt Nam có bàn gỡ từ tình huống dứt điểm của Thúy Hằng ấn định tỷ số 1-1. Thành phố Hồ Chí Minh đã may mắn không đã sủng lưới ở phút bù giờ. Rõ ràng là thể lực của đội đã có vấn đề. Có thể là cái thời tiết khi mà dời xuống thi đấu vào 15:30 cũng đã ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đội. Còn một trận nữa thì Hà Nội 1 rất là mạnh, thì toàn đội cũng sẽ cố gắng để có một cái kết quả tốt. Cùng giờ với trận đấu của Thành phố Hồ Chí Minh 1, trên sân Tân Hưng, đội Hà Nội 1, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng của Thành phố Hồ Chí Minh 1, đã có chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Sơn La. Như vậy, khép lại vòng 6, Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn duy trì ngôi đầu, có cùng điểm số với Hà Nội 1 nhưng hơn về hiệu số. Còn Thái Nguyên TNT chen chân vào top 3 cùng điểm với Than Khoáng Sản Việt Nam.